quán trách em gần nhiều. Sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu, anh từng nói với em gần nặng lời. Sau ngày ấy để anh ông chơi vơi, giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan, vì lúc ấy anh quá nghèo. Em nào dám gửi phần cho anh mang, dài lòng lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời. Mà bản thân anh còn chưa lo được nói, giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi. Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Dài lầm lát những anh mang trong cuộc đời, là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em trong cả cuộc đời. Mà bản thân anh còn chưa lo được nói, giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi. Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc.